hoan hỷ chào đón quý cô bác đến với kênh Thông tin Tri thức Tốt. Chúc quý cô bác ngày mới tốt lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 29 tháng 1 năm 1968 đến 15 tháng 2 năm 1969 dương lịch thuộc tuổi Mậu Thân, cầm tinh con khỉ. Với thiên can Mậu, địa chi Thân, giải nghĩa chi tiết là độc lập chi hầu, khỉ độc thân, mệnh thổ, đại trạch thổ. Quý bạn tuổi Mậu Thân 1968, nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh, tài lộc của mình thì hãy để lại lá số tử vi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở phía bên dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bạn trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Quý bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để được cập nhật những video hay và hữu ích về tuổi của các bạn. Năm Giáp Thìn 2024 có thiên can Giáp, địa chi Thìn, ngũ hành Phú Đăng Hỏa, tức lửa đèn to. Quý bạn tuổi Mậu Thân 1968, mệnh Thổ gặp năm Hỏa tương sinh. Thiên can Mậu gặp Giáp tương khắc. Địa chi Thân gặp Thìn tam hợp. Luận giải theo ngũ hành thì năm nay quý mệnh chủ đạt được 8 trên 10 phần hợp với năm Giáp Thìn 2024. Mời quý mệnh chủ xem luận giải chi tiết để biết rõ hơn về tử vi trong năm của bản mệnh trên nhiều phương diện như công danh sự nghiệp, tài lộc, hôn nhân gia đạo và đặc biệt về sức khỏe. Đồng thời dễ dàng đưa ra những biện pháp giải hạn sao phù hợp giúp quý mệnh chủ đón chờ một năm mới cát lành, bình yên. Về phương diện công việc, sự nghiệp. Xét về công danh sự nghiệp, trong năm nay, quý mệnh chủ có phúc tinh chiếu mệnh, mang lại nhiều may mắn và suôn sẻ trong công việc. Có cơ hội phát triển công việc làm ăn, mở rộng nhiều mối quan hệ hợp tác, giúp dễ dàng sinh tài trong năm tới. Đặc biệt, nếu mệnh chủ đã và đang làm công việc kinh doanh, năm nay sẽ rất thuận lợi cho việc buôn bán làm ăn, giúp gia chủ thu về nhiều hỷ lộc. Về phương diện tài chính, nhìn chung, công việc làm ăn khá tốt nên vấn đề kinh tế luôn được đảm bảo. Nhờ đó, bản mệnh có thể tạo nền móng tài chính vững chắc lúc về già. Nhờ sự phù trợ từ sao Mộc Đức, bạn có thể gặp nhiều may mắn về công danh tài lộc. Đường tài lộc của bạn sẽ rộng mở hơn trong năm nay, được quý nhân phù trợ, nhất là trong những tháng âm lịch cuối năm. Do vậy, mệnh chủ nên biết cách nắm bắt cơ hội để tạo nên thành quả ngoài sức mong đợi. Về phương diện tình duyên gia đạo. Về phương diện gia đạo, tình duyên, trong năm nay, mệnh chủ đảm bảo cuộc sống gia đình vui vẻ, êm ấm, hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình có phần tương hỗ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau về tài chính. Hòa khí gia đình luôn đầm ấm, an yên. Mệnh chủ cũng là người hóa giải mọi hiểu lầm, mọi mâu thuẫn nếu có xảy ra trong gia đình mình. Đó cũng chính là lý do gia chủ luôn được người thân yêu mến và kính phục. Về phương diện sức khỏe. Trong năm, quý mệnh chủ có sức khỏe khá tốt. Tuy nhiên vẫn cần cẩn thận trong việc bảo vệ mình, tránh khỏi những sự cố liên quan đến chân tay, dù nặng hay nhẹ. Cố gắng vệ sinh và tập luyện những bài tập về mắt, đề phòng những tật liên quan đến mắt trong năm. Đồng thời, bản mệnh nên hóa giải vận hạn sức khỏe bằng chính lòng từ tâm hướng thiện của bản mệnh. Sống lương thiện, hiền đức, mong cầu bề trên bàn phước lành, sống lạc quan yêu đời, hướng đến những giá trị tích cực, ắt điều tốt lành sẽ đến. Diễn biến tử vi theo từng tháng trong năm. Tháng 1, tháng này, sức khỏe mệnh chủ tương đối tốt, tinh thần an vui, thoải mái khi được quây quần bên con cháu. Tháng 2, đây là tháng mệnh chủ nên bắt đầu kế hoạch luyện tập sức khỏe, nên thực hiện thường xuyên đều đặn để đảm bảo kết quả tốt. Tháng 3, gia chủ trong tháng này sẽ có tin vui từ gia đình, người thân, có thể sẽ có hỷ lộc đưa tới. Tháng 4, gia đạo mệnh chủ tháng này có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn. Hãy luôn bình tĩnh, nhẹ nhàng giải quyết để mọi sự được êm xuôi ổn thỏa. Tháng 5, tháng này tương đối tốt về sức khỏe cho mệnh chủ, cần cố gắng duy trì và phát huy. Tháng 6, mệnh chủ trong tháng này nên dành thời gian cho gia đình, cố gắng giữ gìn hòa khí để mọi người luôn yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Tháng 7,
Tháng này chủ về sức khỏe, tốt nhất nên thành tâm hướng Phật để mong tai qua nạn khỏi. Tháng 8. Tháng này cũng cần chú trọng nhiều về sức khỏe, hãy tích cực làm việc thiện để hóa giải hoạn nạn, cầu mong bình an, mạnh khỏe cho bản mệnh. Tháng 9. Tháng này nên cẩn thận trên đường đi lại, tốt nhất không nên ra ngoài khi không cần thiết để đề phòng bất trắc. Tháng 10. Tháng này gia chủ ổn định được sức khỏe của bản thân, sống an vui yêu đời. Tháng 11. Đây là tháng mệnh chủ nên tham gia các hoạt động ngoại khóa để tìm kiếm thêm nhiều trải nghiệm và niềm vui cuộc sống. Tháng 12. Tháng cuối năm, chủ tử nên dành cho gia đình, cùng nhau quây quần và sum họp, chờ đợi cháu con trở về. Hôm nay, quý bạn gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức Tinh Quân, là vị thần trông coi sao Mộc. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Nói một cách khác, Thái Tuế chính là Mộc Tinh, vì cứ 20 năm Mộc Tinh lại hoàn thành một chu kỳ, nên thời cổ đại gọi nó là Tuế Tinh, vừa là một hành tinh, lại vừa là một trong những vị thần được sùng bái từ xa xưa. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc, hướng tới sự an vui và hòa hợp. Trong năm quý bạn gặp sao này chiếu mệnh, thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Sao Mộc Đức là phúc tinh trong cửu diệu của niên hạn, tốt cho cả nam và nữ mạng. Quý bạn được sao Mộc Đức chiếu mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn trong kinh doanh, đường công danh thuận lợi. Những người phụ nữ đang mang thai được sao Mộc Đức chiếu mệnh thì đứa trẻ sinh ra có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh và quyết đoán. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp Mộc Đức Tinh Quân sẽ gặp trở ngại ở đầu năm, nhưng cuối năm mọi việc lại thuận lợi suôn sẻ. Người có sao này cũng được kết tinh như sao Thái Âm, làm ăn phát đạt, có tài lộc, nên việc dựng vợ gả chồng cho các con cũng tốt, mọi chuyện hanh thông. Đặc biệt vào tháng chạp thì rất tốt. Tuy có gặp một số trắc trở về gia trạch ở tiền vận, nhưng sao Mộc Đức là phúc tinh nên mọi sự vẫn được bình an, vận dữ hóa lành. Cách thức cúng dâng sao Mộc Đức. Mỗi tháng vào ngày 25 âm lịch, đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 20 cây đèn cầy cùng hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng đông khấn vái. Đông phương giáp ất Mộc Đức Tinh Quân. Trên bàn đặt một tờ giấy màu vàng hoặc xanh lá cây, ghi tên tinh tú tọa bản mệnh. Đông phương giáp ất Mộc Đức Tinh Quân. Dùng một cây rìu chặn phía trên, lấy vải đỏ che kín bùa và rìu, rồi đặt đằng sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía chính đông, tĩnh tọa trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Qua 7 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn tam kheo. Gia chủ gặp phải hạn tam kheo, cần đề phòng đau chân tay, chứng phong thấp hay lo lắng, buồn lo cho người thân. Quý bạn không nên tụ họp ở những nơi đông người, cần tránh khiêu khích và luôn nhẫn nhịn trước mọi hoàn cảnh. Đồng thời quý bạn cũng cần đề phòng thương tích về tay chân, chú ý ngăn ngừa, giữ gìn củi lửa, phòng tránh hỏa hoạn. Cách hóa giải hạn tam kheo. Thứ nhất, gia chủ nên tích cực làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức. Đây được coi là cách giải hạn tam kheo nói riêng, cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Khi tham gia vào các công việc có tính chất nguy hiểm như làm xây dựng, trèo thang, leo giáo hay làm cơ khí, mái tôn thì cần có chế độ bảo hiểm, an toàn và hết sức thận trọng trong quá trình tác nghiệp. Thứ ba, nên vận động, thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến, tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay chân. Thứ tư, đối với các vấn đề thị phi, miệng tiếng, châm biếm, đả kích, phê bình thì các bạn nên có kiến giải thông đạt, không nên chấp vặt,
thù dai, để bụng, để tinh thần chất chứa những điều không vui.